Dạ vâng, em Trinh Trang, ông Radê xin kính chào toàn thể các bác cùng các anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Tiếp tục video mới hôm nay, em giới thiệu tổng thể nội ngoại thất có cái sản phẩm đẩy nổi tiếng của hãng Crown với cái model Makotech 3600VZ. Xin mời toàn thể các bác của anh chị em cùng hướng tới màn hình, chú ý lắng nghe và theo dõi cái sản phẩm mà em giới thiệu trong cái video tổng thể nội ngoại thất em đã tháo ra. Thì nói đến các cái model đẩy của Mỹ thì các bác của anh chị em yêu audio karaoke không thể không biết đến cái sản phẩm đẩy của hãng Crown Makotech với cái model là 3600. Các bác của anh chị em nhớ 3600, thì với cái model 3600VZ này là hàng được sản xuất tại Mỹ, nó đứng vào top 1 của hãng đẩy Crown, chỉ sau một cái model duy nhất đó là 5002VZ. Các bác hướng dẫn em nhé, 5002VZ. Thì với một cái thiết kế ở cái model 3600VZ này thì các bác hướng dẫn em đang theo dõi này về nội thất bên trong máy. Hãng thiết kế là sử dụng là hai biến áp nguồn chạy cho hai vế phải và vế trái, hay còn được gọi là nem nai. Nguồn dẹt các bác hướng dẫn em nhé, rất mới, các bác hướng dẫn em đấy rất mới này. Và hai bên công suất cũng được tích hợp bên phải và bên trái. Mỗi một vỉ công suất là hãng thiết kế là bằng 4 con tụ lọc nguồn, lọc cho cái nguồn điện là sạch sạch sạch, gọi là cực sạch luôn, không có tiếng sôi ù xì gì đấy. Và ở cái model đẩy này thì hãng sử dụng cái sò vung miệng, các bác quan tâm nhé, sò vung miệng này, sò vung miệng các bác quan tâm để ý này, sò vung miệng là C817, các bác quan tâm nhé, C817 các bác mình xem nhé. Đấy, đây này, sò zin, mạch công suất zin rất đẹp, biến áp nguồn zin đấy, biến áp nguồn zin. Thì ở cái modem đẩy 3600VZ này thì các bác của anh chị em dùng để phối ghép với tất cả các cái sản phẩm loa full và loa súp, đặc biệt loa súp các bác mình xem nhé. Đẩy 3600VZ này thì đặc biệt là loa súp, súp đơn, súp kép 30, 40, 50, ok luôn. Bóc con xem nhé, tiếng ra là dày, tiếng bass xuống lực khỏe, trầm sâu. Hãng thiết kế này, các bác con xem để ý, toàn bộ bên trong máy dày đặc luôn. Đấy, đằng sau máy đây, đằng sau máy các bác con xem để ý này, 3600VZ. Đấy, sử dụng nguồn điện 220V các bác con xem nhé. Cái model đẩy này là hàng chạy nguồn điện 220V và công suất là 1725W các bác con xem nhé. Đấy, chạy ra là bốn cầu loa giắc tín hiệu vào, giắc ca lông và giắc 6 ly các bác cùng xem nhé. Hàng xịn của Mỹ, hàng xịn được sản xuất tại Mỹ các bác cùng xem nhé. Tổng thể máy zin bản cực đẹp em đã tháo về cái nội thất. Tuy vậy là ở cái model đẩy này là ở bên kia là các bạn cắt cái dây nguồn, nguồn này nguồn 3 chân, cắt dây nguồn rất to, nguồn 3 chân rất to, thì là về là em sẽ tiến hành toàn bộ zin hết, em sẽ tiến hành em thay cái dây nguồn xịn là nguồn 2 chân sử dụng thông dụng. Cái nguồn 3 chân là nguồn chéo như hình kiềng, các bác cũng xem nhé, như hình kiềng nhé. Đấy, dây nguồn này đây là em vừa rồi em tháo ra là em định thử tiến hành thay. Thì các bác cũng xem lưu ý là em thay cái dây nguồn thì em đã sử dụng và em đã mua được cái dây nguồn đây. Nguồn này cũng là của Crown nhưng mà nó là cái dây nguồn là của 1200, các bác cũng xem đây, Crown này, cái đầu rắc của Crown các bác cũng xem để ý này, cái đầu rắc bọc nhựa của Crown này các bác cũng xem để ý này, nó là đặc trưng của hãng rồi. Đấy, dây nguồn zin các bác cũng xem nhé, em thay cái dây nguồn zin vào. Tại sao lại có? Bởi vì cái dây nguồn này nếu bây giờ mua ấy cũng mất mấy trăm ngàn này, các bác cũng xem nhé, mua mất mấy trăm ngàn đấy. Em thay vào để các bác anh chị em dùng cho nó zin nó tiện, nhưng cái này thì thay cái phích khác vào thì cũng ok, nhưng mà thay cái phích khác cả thì nó không ảnh hưởng đến chất âm, nhưng mà về cái mặt mỹ quan thì trông nó không đẹp bằng cái dây nguồn để nguyên phích này của nó thôi. Thì em làm một video thì giới thiệu với các bác anh chị em tổng thể về nội ngoại thất của cái sản phẩm đẩy Crown Makotech 3600VZ này. Các bác anh chị em vào xem video tham khảo thêm về cái tổng thể nội ngoại thất, thì có nhu cầu thì xin mời các bác anh chị em liên hệ với em qua địa chỉ trên. Em Trinh Trang, ở đây địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giang, Hải Dương. Điện thoại 0967 697 99 và 0976 757 8, nó sẽ là toàn quốc theo cầu. Với cái model đẩy này đang có tại em Trinh Trang, ở đây bán ra với giá là trên 20 triệu các bác cùng anh chị em nhé, trên 20 triệu. Các bác cùng anh chị em vào xem video
nhớ là bấm đăng ký kênh theo dõi cũng như là thấy tất cả các sản phẩm video của em trên trang Audio Test và giới thiệu trên kênh YouTube chuyên test và giới thiệu các sản phẩm thanh nghe nhạc hàng bãi từ bệnh nhân cao cấp, cũng như là truy cập vào Zalo Facebook theo số hotline 0967697999. Các bác mình cho em đừng quên là cho em một like cũng như chia sẻ với toàn thể các bác mình xem. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác mình xem trên toàn quốc vào các video clip mới nhất. Em Trinh Trang, Audio Test và giới thiệu các sản phẩm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Xin trân trọng.